Xin chào mọi người. Xin chào cả nhà. Bây giờ mình đi về nha. Nói chung là đường về thì từ lầu 3 xuống B2. Không có thang máy, đi thang cuốn thôi. Hôm nay thì về hơi trễ. 11:20 rồi. Nguyên cái ghi ga này là cái khu mình là về trễ nhất luôn. Một vòng cho mọi người xem ghi ga. Lát nữa xuống nhà xe mình quay cho mọi người coi ha. Đừng muốn thấy anh cười. Ôi, đây là năm thứ 3 ăn lễ tại Sài Gòn rồi. Cũng không có gì là buồn hay vui. Ôi, nay nó mới mở McDonald's nè. Bữa thì nguyên cái khu này trống luôn. Đây là quán trà sữa. Trời ơi, cả nghe hồi nhớ cái lần đầu tiên, lễ 30 tháng 4 đầu tiên ở Sài Gòn á. Năm đó là mua vé về, cái xong cô bắt thi ngày 2 tháng 5. Mà mua vé về được mà đâu có chắc là mua vé lên được đâu. Nên đâu về, lần đó khóc quá chứ khóc. Gọi điện thoại về cho mẹ. Hên mẹ bắt được vé. Hồi đó mẹ mua 350 á. Bắt 300 ngàn. Nãy giờ đi nhiều thang cuốn hơn 3 cái rồi. 1, 2 cái tôi là tự Solibi. Đây, Hot and Cold chuẩn bị mở. Nói chung là khu này nhiều. Cuối cùng cũng đến tầng B2 rồi nè mọi người. Để đi tìm xe của mình nha. Mở cửa ra. Xe đâu ta? Đây, xe đây rồi. Chào tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video tới giờ phút hiện tại.